Rồi chào anh em nha. Thì hôm qua mình có quay cái cùng này lên anh em. Thì rất là nhiều anh em, mình không nghĩ là cái phản hồi của anh em lại tốt như vậy ha. Từ hôm qua đến giờ thì đã hơn 20 người đặt. Thì tại vì bây giờ số lượng nó hết rồi anh em. Mình mới báo với bên kho thì bọn nó kêu bây giờ nó tắt ra cho mình luôn. Tại vì giờ lỡ nhận đơn của khách rồi. Thì mình còn coi như là còn 10 bộ cuối cùng nha. Thì những anh em nào mà tại vì tối hôm qua có khách chốt nhưng mà do là số lượng mình hết rồi cho nên là mình từ chối. Thì anh em nào mà chưa chốt được á, thì anh em nhắn lại giúp mình. Tại vì mình từ chối thì giờ mình không có kiếm được số điện thoại của khách. Tại vì một lúc là khách mình gọi đè lên nhau rất là nhiều nha. Thì anh em chúng ta nếu mà cần mua thì có thể gọi lại cho Đạt. Đó, thì cái giá của cái cùng này hôm qua mình báo anh em là 200 ngàn một cùng thôi. Thì quá rẻ rồi. Thì đây mình sẽ quay cho anh em coi. Thì cái này nó là cùng loại 1 của Thái anh em nha. Cùng hàng gọi là hàng giả diêm cũng được. Nhưng mà nó rất là đẹp. Đây mình sẽ gỡ ra cho anh em. Thực ra cái cùng công tắc này anh em là nó là đồ Thái thì nó cũng gọi là khó để hư lắm, kể cả đồ lô cũng khó hư lắm anh em. Thì nói thẳng với anh em là như vậy, khó hư lắm cho nên là anh em cứ yên tâm. Thì đây là cái cùng công tắc của mình nè ha. Đây mình sẽ quay cho anh em coi. Nói chung cái giá này thì quá hợp lý cho anh em luôn. Đây, đây là cùng công tắc của mình ha. Đó, nó rất là nhẹ nha anh em, tiếng lên nó rất là nhẹ nha. Thì đây anh em nhìn này, cái phần này nó sẽ có một cái bát keo e luôn, bát keo e có chữ luôn nha, bát keo e có chữ chóc luôn nè, chứ không phải là lại tào lao nha anh em nha, có chữ luôn. Cái bát này không, thường người ta bán cũng 100 ngàn một cái rồi, cũng cùng là 200 mà nó có sẵn luôn này. Anh em để ý đi, cùng lô nó không có chữ gì đó nha, cùng nó có chữ chóc luôn này, ok chưa. Nhắc thì nó sẽ là cụm nhắc lẻ này, mình thấy cụm xi nhan này nhiều anh em hư lắm. Cái này thì anh em về anh em thay là nó y hệt như gì, nó không khác gì nha. Nút đề, nút còi lớn này giống y hệt của Rim Thái nè, chứ không phải Super nha. Super thì cái nút nó nhỏ xíu à, chứ không phải là Rim Thái nha em. Nút Super nó nhỏ xíu xíu thôi. Đấy, còn Rim Thái thì nó sẽ cái nút còi nó sẽ to thế này. Về vấn đề sử dụng thì đây, cái nút này nó bao êm luôn nha. Bấm nó tan tắt luôn. Rất là đã. Đấy. Thì anh em thấy rồi ha, bộ cùng mình thì nó không có gì để bàn rồi. Ốc ác đầy đủ cho anh em luôn này. Đó, thấy chưa? Chung với cái mức giá mà tầm giá là 200 ngàn thì cái này là vô đối rồi anh em ơi. Vô đối trong các loại cùng rồi. Đó thì anh em nào thấy ưng, này về giác này, giác là giác đồng thế này. Chưa? Đó. Anh em nào thấy ưng thì anh em chúng ta quan tâm liên hệ nha. Bao anh em giá cực kỳ tốt rồi. Đó. Chỉ có là 200 ngàn một bộ thôi. Này là anh em lưu ý chỉ có bên trái thôi nha, còn đây nó là bên phải thì 350 nha. Bên phải nó là đúng Super chứ nó không phải là Rim Thái nha anh em. Bên phải là Super nha. Đây còn bên trái là đúng Rim Thái luôn này. Anh em lên xe là quá đẹp luôn nha. 200 ngàn thôi nha anh em nha. Quá rẻ rồi. Giá này thì không có gì để bàn với anh em nữa rồi. Bao cho anh em luôn. Quá đẹp nha. Giác này nhìn cụm giác của nó này. Chưa? Quá đẹp luôn. Rồi anh em nào cần liên hệ với Đạt nha. Này, logo ký hiệu của nó này. Sắc nét nha. Cùng anh em lưu ý đúng cụm gì nó bằng nhựa nha. Cùng đúng cùng chuẩn nó bằng nhựa chứ không phải nó bằng ốc anh em nhìn này. Ốc như con ốc này em nhìn nó có chấm này. Đấy nha, thấy không? Có cái chấm ở ngay đầu ốc này. Rất là đẹp nha. Về bát thì bát này. Có chữ chóp. Rồi. Không có gì để bàn nha anh em. Đó, 200 ngàn. Còn được chắc tầm chục bộ anh em mà tranh thủ nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.